Hello mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho một cái kỳ quan đi, cho nó kỳ quan rất là lớn và rất là đẹp. Nghe nói là ở đây là một ngôi chùa lớn nhất miền Đông Nam Bộ, tọa lạc tại rồi đây chùa Vạn Phước tọa lạc tại ấp Bình Chiến, về TT thành thành gì à? Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đây. Ok, ở nơi đây nghe nói là rộng rất là lớn và khách tham quan ở đây cũng rất là nhiều. Đây ở đây có một cái tượng Phật quá trời là lớn luôn, cao tệ lắm cũng hơn 100 mét, kinh khủng. Ở đây thì trước và khi cổng chùa vào thì hai bên có mấy hồ hoa bông trang rất là đẹp, dải bông trang bên này cũng bông trang ha, bông trang rất là đẹp. Đường vào chùa khách thập phương vô vào đây du lịch cũng khá là, bữa nay chưa phải là ngày rằm cho nên ở đây họ cũng này. Chùa là chùa Vạn Phước, chà vào đây khoan vô chùa đã, qua đây mình coi mấy cái chỗ này chỗ gì. Cái chỗ này có một cái này giống như chùa một cột quá ha. Không phải ông Phật năm kia đâu. Ồ, đây có ông Phật nằm nè đâu. Ông Phật nằm cũng vĩ đại luôn, bự quá trời đất luôn. Ở đây nó có cái chỗ gì. Ồ, xin vui lòng để giày dép ở ngoài rồi. Ok rồi, đây có một ông tượng Phật nằm rất là lớn, rồi wow bự quá trời đất luôn. Nha. Mọi người thấy rõ không? Rất Nghe là chưa? lớn. Tại vì người nhỏ xíu à. Nếu mà lấy thì phải chơi. Dạ, anh nghe. Lớn, quá trời lớn. Hả? Quá trời lớn. Răng Quá vô trời lớn luôn. lớn, nếu mà hai chuyên gọi là vô nhá. Quá trời lớn luôn. Thì anh kêu anh có chung cây nữa đâu, nếu mà vừa nhiêu cái thang hoàng, nếu mà sai à thì vẫn ngay chung ngay chung nhật được. Cái này là mà tượng 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 Phật nằm thôi, tượng Phật nằm thôi, quá trời là lớn. Cái tượng nào, cái tượng đó mà không sợ nhá. Nước này chụp chưa? Bỏ dép ra. Giờ có chụp chưa? Trên bỏ dép ra không? Chưa. Bỏ dép ra. Thôi lỡ ra, có lỡ ra. Quá trời là lớn, cái chùa này quá trời là bự, cung kinh khủng. Ở đây cái hồ chắc nó lại nuôi cá. Ở đây có cái hồ chắc nuôi cá. Quá trời lớn. Ok, mình đi tiến vào ở trong cái chặt láng bóng, ở đây láng bóng. Lên đây là phải bỏ giày dép ra. Ok.
Dạ. Giờ mình mang giày nó lại. Ây da. Rồi. Rồi lên. Chùa Vạn Phước. Đó là một ông Phật nằm hồi nãy rồi cái gì? Ở đây nó có những cái loài hoa, hoa lan, hoa thiệt hả? Hoa thiệt. Hoa thiệt. Ồ. Chùa thì chắc không bao giờ xài hoa giả đâu ha. Ở đây đẹp quá, bông trang đẹp quá. Đây. Vào đây tham quan. Có một cái ông tượng Di Lặc rất là lớn. Rõ ràng ở đây cái chùa này rất là bự. Và cái mặt cái kỳ quan mà nghe nói ở trong cái chùa này là cái tượng Phật Phật Bà Quan Âm. Cao không biết nhiêu mà cao tới mây luôn, cao quá trời là cao. Và cái đất nước Việt Nam mình không kể đạo Phật, đạo Thiên Chúa gì cả. Ở đây mình thấy rõ ràng một cái điều là họ phát triển vấn đề tôn giáo mà rất ư là mạnh mẽ. Miễn làm sao mà đi đúng luật pháp của nhà nước Việt Nam mà thôi. Ở đây có một ông tượng Phật Di Lặc rất là to, to kinh khủng. To, to kinh khủng luôn. Mình lên chút xíu để chiêm nghiệm. Ồ, không có thấy đường tới trái rồi. Đây. Đây, tượng Phật Di Lặc. Quá trời là to lắm, to lắm. Cao cũng phải 20-30 mét á. Ngước lên mới thấy không? Ngước lên tới mây. Thấy chưa? Quá trời là to. Khách thập phương tới. Đi chùa lễ Phật. Ok. Lên cái chút gì nữa. Rồi đi xuống. Lần đầu tiên mới biết được ngôi chùa mà cái đây phía sau lưng của tượng Phật nằm nè, quá trời là con không, kinh khủng luôn. Mình mới biết Bến Tre, mình thấy ở đây nó có cái những cái rất là hay. Oh. Ở sau này cái công trình này mới là vĩ đại nè. Nói chung nghe nói cái chùa này nó to lắm, nó bự lắm, mà đi nhiều khi cả ngày chưa hết cái chùa này nữa. Quá trời cái tượng, tượng Phật Bà Quan Âm to, rất là to. Lớn lắm, chùa lớn lắm. Khoan. À, nó có cái chỗ này bán hàng, mình gọi là cái gì ta? Này cũng không phải là hàng lưu niệm, đây bán bình hoa gốm sứ gì. Đây. Ở đây nó có những gian hàng bán mấy ông Phật nhỏ nhỏ, rồi chìa khóa, bóp tay, vòng đeo, gì đại dạng giống như phong thủy gì đó. Đây có cái gì? Nhưng mà cái điều gỗ không à, đã, ừ. Trời ơi, mình tới gần cái tượng mình mới thấy ghê, nó bự quá trời quá đất, nó cao không biết bao nhiêu mét mà tôi nghĩ chắc là lại hơn 100 mét, nếu nó cao là hơn 100 mét, quá trời lớn, đi cho biết thế nào là đất nước Việt Nam mình. Chỗ nào cứ cố gắng đi, còn đi được rồi còn đi. Quá to. Kinh khủng. Nó sai. Đó. Đây nó bị dướng. Đây. Xin nhắc lại, đây là cái chùa Vạn Phước nè, tỉnh Bến Tre. À, tỉnh Bến Tre.
quá trời to. Cái phone tao để ngước lên rồi đó, ngước lên trời rồi đó mới được về nè, đó, ngước lên trời. Cái này cầu 2-300 mét á. Tượng Phật vĩ đại, lớn nhất miền Đông Nam Á mà, không phải Đông Nam Á mà, miền Nam, Việt Nam, nghe người ta nói vậy, lớn nhất miền Nam, Việt Nam. Kinh khủng luôn, ở phía đây rồi, trên bên phía kế bên này là có một cái bảo tháp. Ok. Thì thôi không đi nữa đâu, đi chùa nó bự quá, đi không nổi. Đây có từ Phật, Phật Di Đà, Phật Thích Ca. Đây, Phật Thích Ca. Đây là Phật Thích Ca. Ở đây nó có hùng công đức, ai muốn bỏ gì bỏ. To quá. Chùa là to quá hả, ở phía sau nữa hả trời. Đi sao hết được, đi không nổi đâu. Thấy cái bức tượng này là thấy khủng khiếp rồi. Bức tượng này là nằm, nếu ở trên nó nằm trên mây rồi, quá trời là to. Ở đây cảnh quan rất là ư là đẹp, đẹp quá đẹp, không nói gì. Trời ơi, hoa giấy kìa. Quá trời quá đó. Quá sức tưởng tượng. Kinh khủng, tôi thấy cái tượng này tôi mê quá. Kỳ lạ, không biết làm gì mà. Kinh khủng, đẹp quá. Chùa gì? Vạn, cái gì? Chùa Tân. Vạn Phước. Chùa Vạn Phước. Quá rộng, rộng thênh thang luôn, đi không nổi luôn. Bên đây có bức tượng A Di Đà Phật. Khỏi phải nói rồi, quá trời to. Cây trên cây đa. Cây này cây đa. Cái này. Ok. Rồi, bữa nay giới thiệu cho các bạn biết một cái chùa rất là lớn ở dưới Bến Tre mà không, mình mới đi thì mình mới biết, nhưng ngoài ra mình cũng không biết, nghe nói thôi, mình không có tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ mình mới thấy là mình thấy khủng khiếp. Tới lại xíu cái tượng đi qua lại. Quá trời lớn luôn. Kinh khủng luôn. À, để coi cái chữ nó viết gì đây. Quá trời lớn. Cao này cũng nếu không làm, nếu mình đóng chân thì khoảng 200-250 mét cho ít đâu. Bức tượng chiều cao á. Kinh khủng luôn. À, nó có lư, khói hương xin Phật ngự.
có một cái tủ sắt kế bên cúng dường xây tượng Phật Quan Thế Âm. Ở trên thì rất là nhiều tượng của các vị gì đó biết nữa. Này, kinh khủng, lớn lắm, lớn kinh khủng luôn. Mấy người ở đây người ta nói là cái chùa này là lớn nhất miền Nam, miền Nam Trung, miền Nam đây, hoa quá trời là bự. Ơn sao còn nữa nè, nhưng mà mình đi chắc không nổi, kệ, đi vậy biết rồi, còn kia. Ơn sao còn nữa kìa. Ôi, còn đang xây dựng cái gì nữa kìa. Ờ, đây là mấy công trình họ đang xây dựng cái gì nữa, sống cọc rồi. Rất là lớn, lớn kinh khủng luôn. Ok, thôi được rồi. Như vậy là chúng ta đã coi như chiêm ngưỡng cái chùa này rồi ha. Rất là đẹp, rất là hùng vĩ, rất là vĩ đại. Nhắc lại lần nữa là cái chùa này tên là Vạn Phước ở tỉnh Bến Tre. Ok, rồi ok. Mình kết thúc cái live này nha.